sĩ Ngọc Thiện và khúc được mang tên Nếu Em Là Người Tình. Xin mời quý cô chúng ta hãy cùng thưởng thức và lắng nghe. Và sau ca khúc này thì rất mong quý vị hãy đăng ký những nhạc phẩm mà mình yêu thích ạ. À, sau ca khúc này thì xin mời cô Lan ạ. Cô Lan, cô của chú rể hãy chuẩn bị cho nhạc phẩm tiếp theo ạ. Hết Tết rồi, những con xuân có thể lì xì cho em chàng pháo tay thiệt là lớn có được không ạ? Vâng, rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn.